Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 1. Trong chương trình thời sự tối nay gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh tổng kết thực hiện nghị quyết năm 2023 và xây dựng nghị quyết năm 2024 kết thúc thành công tốt đẹp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Quỹ học bổng Dự A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu phối hợp với tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh tổ chức trao học bổng cho các em học sinh năm học 2023-2024. Sau đây là nội dung chi tiết. Thú vị cho các bạn, qua một ngày rưỡi diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội nghị lần thứ 16 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Trà Vinh tổng kết tình hình thực hiện nghị quyết năm 2023 và xây dựng nghị quyết năm 2024 đã được bế mạc vào trưa nay 4 tháng 1. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư tỉnh ủy và đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng chủ trì hội nghị. Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2023 và qua dự báo những thuận lợi khó khăn, các đại biểu tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến vào từng chỉ tiêu nghị quyết cụ thể để Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo thực hiện trong năm 2024. Bàn giải pháp cơ bản để thực hiện đạt mức tăng trưởng 8,5%, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn cho rằng đây là nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi phải có sự phấn đấu nỗ lực lớn của các cấp chính quyền trong tỉnh. Qua đó, đề nghị các sở, ngành tỉnh và địa phương phải phân vùng, có kế hoạch cụ thể trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để đạt năng suất cao nhất. Chú trọng việc mời gọi đầu tư, quan tâm tình hình sản xuất của các doanh nghiệp và nhu cầu việc làm trong dân. Quán triệt và phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung đã được Thủ tướng Chính phủ kết luận đối với tỉnh Trà Vinh. Nhấn mạnh trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Phó Bí thư tỉnh ủy Lâm Minh Đằng đề nghị các cấp ủy Đảng tiếp tục triển khai quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, tập trung chỉ đạo thành lập ban chỉ đạo đại hội các cấp, quan tâm đổi mới tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, nhất là cán bộ quy hoạch, tăng cường công tác kiểm tra giám sát và tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các hội, đoàn thể trong tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Kim Ngọc Thái nhấn mạnh năm 2024 có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định hoàn thành mục tiêu cho cả nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh. Do đó, các cấp ủy Đảng trong tỉnh phải quyết liệt triển khai thực hiện ngay từ đầu năm, nhất là chú trọng đến công tác sản xuất nông nghiệp, phát huy hiệu quả các hệ thống thủy lợi, hướng người dân phát triển thông qua các mô hình hợp tác xã và chú trọng đến công tác xây dựng nông thôn mới. Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư tỉnh ủy Ngô Chí Cường cho rằng với sự tập trung quyết liệt lãnh đạo thực hiện nghị quyết năm 2023, phương châm hành động tỉnh ủy và 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá, kinh tế xã hội của tỉnh liên tục phục hồi, tăng trưởng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành đi vào chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, đổi mới, sáng tạo, đột phá. Tỉnh đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt 26 trên 27 chỉ tiêu nghị quyết năm 2023. Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao, ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng của các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong tỉnh đã góp phần quan trọng làm thay đổi nhanh chóng diện mạo phát triển của tỉnh. Bên cạnh kết quả đạt được, Bí thư tỉnh ủy Ngô Chí Cường thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế tồn tại như mặc dù tập trung lãnh đạo thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá nhưng vẫn còn nhiều nội dung đạt kết quả rất khiêm tốn, chưa có những đột phá nhiều, còn một chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Kinh tế tuy tăng trưởng nhưng chưa thật sự bền vững. Tiềm năng thế mạnh kinh tế chưa được khai thác đúng mức, hiệu quả. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, ứng phó thiên tai, tuy có tập trung nhưng còn bị động, chưa đạt hiệu quả cao. Bí thư tỉnh ủy cho rằng, thu nội địa tuy vượt kế hoạch nhưng có 7 trên 18 khoản thu không đạt dự toán. Công tác thu hút đầu tư chưa đạt được kết quả như mong muốn nhưng chậm được khắc phục. Chất lượng giáo dục phổ thông so với mặt bằng chung cả nước còn thấp. Lĩnh vực khoa học và công nghệ chưa có nhiều đột phá, chưa tạo được động lực cho sự phát triển của tỉnh. Bên cạnh năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của một số cấp ủy, chính quyền có mặt hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từng lúc từng nơi chưa được phát huy đúng mức và công tác quản lý tài nguyên môi trường có nơi còn thiếu chặt chẽ. Thời gian tới, Bí thư tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, có những giải pháp sáng tạo phù hợp khả thi trong công tác lãnh đạo điều hành và quyết tâm quyết liệt thực hiện nhiều hơn nữa. Ngoài những cái nhiệm vụ giải pháp được nêu trong cái dự thảo nghị quyết và cái ý kiến góp ý của các đồng chí
thì sẽ có cái tiếp thu để rồi sớm cái ban hành văn bản để chúng ta lãnh đạo tổ chức thực hiện. Ở đây thì tôi chỉ lưu ý một số cái việc cơ bản như thế này. Thứ nhất là phải tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ủy, các kết luận của thường trực tỉnh ủy, ban thường vụ tỉnh ủy trên các lĩnh vực. Tiếp tục phát huy tối đa nguồn lực để đưa tỉnh Trà Vinh phát triển nhanh, bền vững và có những cái bước đột phá tăng tốc, nhất là thực hiện hiệu quả, làm chuyển biến rõ nét, tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 nhiệm vụ đột phá, phấn đấu cơ bản là hoàn thành các cái chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh trong năm 2024 này là phải cơ bản, một số chỉ tiêu phải cơ bản hoàn thành. Hoàn thành nghị quyết năm nói, nhưng mà nghị quyết của đại hội đó phải cơ bản hoàn thành. Bởi vì qua năm 2025 là khoảng tháng 10 là chúng ta cũng đại hội rồi. Phải chủ động phối hợp với bộ ngành trung ương, đảm bảo triển khai thực hiện nhanh chóng, hiệu quả kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy Trà Vinh. Thứ hai là phải đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành gắn với thực hiện quyết liệt phương châm hành động của tỉnh ủy. Thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm đến đâu, dứt điểm đến đó, tăng cường trách nhiệm, hiệu quả phối hợp giữa các ngành, các cấp ủy, chính quyền, đúng theo quy chế, quy định. Thứ ba là tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa, trách nhiệm, đi đôi với kiểm tra, giám sát, khắc phục tình trạng là 4-0. Thứ nhất đó là không nghĩ ra để làm. Bây giờ nhiều quá là tư lệnh sở ngành, lãnh đạo địa phương thuộc cái trách nhiệm của ngành mình, nhưng mà chả tham mưu đề xuất, chả nghĩ ra được cái gì để đề xuất để làm những cái mới, những cái trọng tâm đột phá, bị thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm đột phá này anh phải nghĩ ra cái gì đó để đề xuất để làm chứ, chả nghĩ ra là một cái không. Cái không thứ hai á, là cấp trên thì chỉ ra nhưng mà cũng không làm, làm chậm. Có cái này cũng nhiều. Cái không thứ ba đó là không hoặc chậm phối hợp với các cái ngành khác để làm. Đây, cái này bây giờ phổ biến nhiều ạ. Ngành này với ngành kia, rồi sở ngành với huyện, thị với địa phương, rồi địa phương là với sở ngành. Phối hợp kém. Rồi là đi thì không hội họp, đi thì không đúng thẩm quyền, có khi thì lãnh đạo sở không đi giao cho ông trưởng phòng đi, rồi có khi thì phó giám đốc sở đi về chẳng báo cáo với giám đốc sở. Phối hợp thực hiện nhiệm vụ này kém lắm, là đó là cái không thứ ba. Một cái không thứ tư nữa đó là triển khai mà không kiểm tra giám sát. Có làm, có triển khai mà không kiểm tra giám sát, không nắm tiến độ để lãnh đạo chỉ đạo đôn đốc. Và ở đây nó cũng có một cái biểu hiện nữa mà nãy đồng chí chủ tịch cũng có nói, bây giờ không nắm tiến độ rồi cũng không đôn đốc, rồi cũng không sát cơ sở nữa. Bây giờ nhiều cái việc mà để cho người dân người ta tự người ta làm, mà nếu mà thấy người ta làm được có hiệu quả là cuối năm cử cán bộ rồi xuống nắm tình hình là báo cáo đây là thành tích của em ạ, của ngành em ạ. Còn nếu mà dân mà làm thất bại thì cái này tại dân chứ không phải tại ngành em. Đây, chuyện này có nhiều à, nhiều sở à. Thấy có thành tích, thấy hiệu quả thì cho cán bộ xuống nắm đồ báo đây thành tích của ngành em đây, mà dân làm thất bại thì mất tiêu. Đây cũng liên quan cái không thứ 4 này, có cái nội dung đó. Để khắc phục cái này á, tôi đề nghị là thường vụ sẽ có cái văn bản chỉ đạo gì đấy để giao cho các cái bí thư đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy nè, ban cán sự đảng nè, đảng đoàn nè, bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy, rồi ban cán sự đảng ủy ban nhân dân tỉnh phải chỉ đạo là các cái thủ trưởng các ngành là ngay từ đầu năm này nè, bây giờ đó là phải xác định những vấn đề cần tập trung chỉ đạo đột phá sáng tạo của cá nhân mỗi đồng chí,
đối với ngành và đối với lĩnh vực mình phụ trách đó, bây giờ là nội dung là bây giờ là anh nghĩ ra anh sáng tạo là cái gì, định hướng rồi đột phá cụ thể là cái gì. Đối với ngành anh, trách nhiệm là người đứng đầu của ngành, của địa phương, rồi phải xây dựng cái tiêu chí để đánh giá để cái kết quả. Bây giờ cuối năm là để đánh giá đó, tôi làm vậy vậy đó, cuối năm cũng phải đánh giá. Đối với bốn cái nội dung là như tôi nói đó, khắc phục bốn cái không đó đó. Đấy. Rồi đưa ra tập thể lãnh đạo, tập thể lãnh đạo ngành, địa phương gì đó góp ý vô cái kế hoạch của cái người đứng đầu này để rồi thực hiện. Và thực hiện vậy đó thì hàng quý các đồng chí phải có tự đánh giá lại coi bây giờ hàng quý tôi có kế hoạch tôi làm vậy đó, bây giờ có được cái gì không được. Đồng thời có báo cáo về thường trực tỉnh ủy. Thì cái này thường trực thường vụ sẽ bàn kỹ, có chỉ đạo cái việc này để rồi có cái giải pháp. Chứ bây giờ nói hoài, nói phối hợp không tốt, rồi tham mưu không tốt, nói vậy hoài phê bình gì cũng không chuyển biến. Cái việc thứ tư á, mà các đồng chí hết sức chú ý là phải cái khen thưởng, cái phê bình phải kỷ luật, phải cho nó nghiêm minh, phải kịp thời, phải khuyến khích bảo vệ cán bộ là đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thì bây giờ cái này chúng ta thực hiện cho nó đúng cái văn bản của Trung ương đi. Thì có như thế thì chúng ta mới khắc phục được cái né tránh, cái đùng đẩy. Bí thư tỉnh ủy Ngô Chí Cường chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, vai trò của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp, tăng cường tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức và triển khai có hiệu quả quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung kêu gọi thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai dự án sản xuất kinh doanh, hỗ trợ về thủ tục tháo gỡ vướng mắc để triển khai các dự án đúng kế hoạch, đôn đốc thực hiện các dự án công trình trọng điểm của tỉnh. Bây giờ trong đó những cái công trình mà chúng ta xác định là nó có tính đột phá đó, trọng điểm đó, là hồ nước ngọt nè, Láng Thé nè, mở rộng thành phố Trà Vinh nè, nhà máy sản xuất hydro xanh nè, cảng tổng hợp nè, nhà máy phối trộn xăng dầu nè, các cái dự án điện gió nè, tuyến đường tàu đi Côn Đảo nè, rồi tuyến đường ven biển nè, mấy cái này là những cái lớn này phải tập trung quyết liệt thì nó mới có sự chuyển biến. Và kiên quyết thì xử lý những cái trường hợp, những dự án mà cố ý kéo dài, chậm tiến độ, sai phạm, không thực hiện dự án, làm chậm sự phát triển của tỉnh. Là phải xây dựng nền kinh tế của tỉnh phát triển bền vững, nhưng phải có sự đột phá, trong đó tập trung phát triển kinh tế biển, các cái lĩnh vực năng lượng, giao thông, vận tải, công nghiệp chế biến, du lịch, phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động sang công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của một số cái lĩnh vực, một số cái sản phẩm mà của tỉnh có thế mạnh. Tiếp tục chỉ đạo quán triệt, thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp, sản xuất bền vững, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật sản xuất liên kết, tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp chủ lực có sức cạnh tranh cao. Đấy, bây giờ chúng ta cũng có một số sản phẩm là có tiếng rồi đó. Bây giờ sản phẩm dừa sáp nè, sản phẩm mật hoa dừa, nói vậy nhưng mà nó nhiều sản phẩm, một số sản phẩm truyền thống khác là cũng có tiếng trong nước và xuất khẩu ra thế giới, tiếp tục xây dựng một số sản phẩm nữa có tiếng, có sức cạnh tranh. Đấy. Nâng cao năng lực dự báo và chủ động phòng giảm nhẹ khắc phục hậu quả thiên tai, nhất là công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, rồi sạt lở bờ sông bờ biển. Triển khai thực hiện tốt chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển sản phẩm ô cốp nhãn hiệu, rồi phải tiếp tục làm tốt hơn nữa. Mặc dù chúng ta được nhiều hơn một số tỉnh rồi đấy, nhưng mà phải làm tốt hơn nữa, phải làm nhiều hơn nữa để mới tiêu thụ được. Cái đến một cái lúc, cái này là đã nói nhiều năm mà đến một lúc mà chúng ta không có sâu, không có gì hết là không có bán được. Cái này tôi đã cảnh báo sớm rồi, vừa rồi chúng ta làm được như vậy là cũng tương đối rồi đó, nhưng mà phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Bí thư tỉnh ủy Ngô Chí Cường đề nghị tiếp tục chăm lo phát triển toàn diện văn hóa xã hội, tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường và thực hiện tốt các nhiệm vụ về quốc phòng an ninh. Với niềm tin và khát vọng phát triển mãnh liệt của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà,
và khí thế toàn dân đoàn kết lập công. Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng rằng tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2024 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Theo dự thảo nghị quyết năm 2024, tỉnh ủy Trà Vinh đặt ra nhiều chỉ tiêu chủ yếu để lãnh đạo thực hiện. Về kinh tế, phấn đấu GRDP tăng trưởng 8,5% trở lên so với năm 2023. GRDP bình quân đầu người đạt 88,89 triệu đồng trở lên. Phấn đấu có tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 34.000 tỷ đồng, phát triển mới 520 doanh nghiệp và thu ngân sách nội địa đạt 6.220 tỷ đồng. Về lĩnh vực xã hội, phấn đấu tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tỷ lệ lao động nông nghiệp còn 36% trong tổng lao động xã hội, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69,67%, tạo việc làm mới cho 23.000 lao động, giảm 0,3% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, và phấn đấu có tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế so dân số đạt 94,95%. Cũng trong sáng nay ngày 4 tháng 1, sau khi kết thúc hội nghị tỉnh ủy lần thứ 16, dưới sự chủ trì của đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục cuộc họp để cho ý kiến xếp loại Đảng bộ tỉnh năm 2023 và cho ý kiến về công tác cán bộ. Thực hiện quy định của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể cá nhân trong hệ thống chính trị và các hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương. Qua phát biểu về mục đích yêu cầu của Bí thư Tỉnh ủy và qua thảo luận, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến hành bỏ phiếu đánh giá xếp loại chất lượng đối với Đảng bộ tỉnh năm 2023. Nội dung đánh giá bao gồm về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đánh giá các tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2023, đánh giá kết quả khắc phục những hạn chế yếu kém đã được chỉ ra, và đánh giá về việc có mô hình nổi bật, phương pháp, cách làm đổi mới sáng tạo. Riêng về nội dung này, Đảng bộ tỉnh được Trung ương công nhận có 17 mô hình về xây dựng đảng và các tổ chức chính trị xã hội có 625 mô hình dân vận khéo, đồng thời có 1.986 mô hình tập thể và 727 mô hình cá nhân học tập và làm theo Bác. Kết quả qua đánh giá, đa số các đại biểu bỏ phiếu tự xếp loại Đảng bộ tỉnh Trà Vinh hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023. Cũng tại cuộc họp, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh còn cho ý kiến và nghe công bố về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030. Chiều hôm qua ngày 3 tháng 1, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Đến giờ có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh, ông Nguyễn Trung Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh cùng các sở ngành liên quan tham dự hội nghị. Trong năm 2023, tăng trưởng GDP ngành nông nghiệp đạt 3,83%. Đây là mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Thặng dư thương mại toàn ngành đạt cao nhất trong 10 năm trở lại đây với trên 12 tỷ đô la Mỹ. Một số mặt hàng xuất khẩu tăng cao kỷ lục như rau quả tăng gần 70%, gạo tăng gần 40%. Đặc biệt trong năm 2023, gạo ST25 của Việt Nam lần thứ hai đạt giải quán quân gạo ngon nhất thế giới. Việt Nam cũng đã xuất khẩu vaccine phòng bệnh dịch tả heo châu Phi và là nước đầu tiên trên thế giới nghiên cứu sản xuất thành công loại vaccine này. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận định, ngoài những điểm sáng nổi bật, trong năm qua, ngành nông nghiệp cả nước vẫn tồn tại một số hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới, như ba quy hoạch ngành quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vẫn chưa được ban hành đúng kế hoạch, các hình thức tổ chức và liên kết sản xuất hiệu quả chưa thực sự ổn định. Ngoài ra, một số địa phương vẫn tồn tại điểm nóng về phá rừng, vận chuyển tàn trữ lâm sản trái phép, nhất là các tỉnh khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên. Đặc biệt, Việt Nam vẫn chưa gỡ được thẻ vàng của EC đối với đánh bắt hải sản. Trong năm 2024, ngành nông nghiệp đề ra 6 chỉ tiêu trọng tâm, trong đó phấn đấu tăng trưởng GDP toàn ngành đạt từ 3 đến 3,5%, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản khoảng 54 đến 55 tỷ đô la Mỹ. Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới là 80%. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết, ngành xã tiếp tục nâng cao chất lượng rừng với tỷ lệ che phủ duy trì ổn định 42,02%. Phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn là 58% và tỷ lệ số xã đạt tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới đạt 82%. Để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị ngành nông nghiệp tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 19 về nông nghiệp nông dân nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, tổ chức lại sản xuất theo vùng chuyên canh gắn với
chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và xây dựng mã số vùng trồng, vùng nuôi. Thủ tướng Chính phủ cho rằng, ngành nông nghiệp phải định hướng kế hoạch sản xuất phù hợp với thị trường, bảo đảm nguồn cung phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đàm phán tháo gỡ rào cản kỹ thuật, rào cản thương mại và mở cửa thị trường xuất khẩu. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị các địa phương quan tâm vấn đề chuyển đổi số trong nông nghiệp và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, nhất là truyền thông chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận sự chuyển đổi mạnh mẽ của ngành nông nghiệp và những đóng góp của ngành đối với nền kinh tế đất nước trong năm 2023. Thủ tướng cũng đề nghị ngành nông nghiệp cần phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng và là trụ đỡ của nền kinh tế trong năm 2024. Ngày 3 tháng 1, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Trà Vinh có ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong năm 2023, với 148 nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã hoàn thành 133 nhiệm vụ, trong đó Việt Nam đã trúng cử thành viên của Ủy ban Di sản Thế giới nhiệm kỳ 2023-2027. Lần thứ tư, Việt Nam được vinh danh là điểm đến di sản văn hóa hàng đầu thế giới, đưa 91 di sản văn hóa phi vật thể vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nâng tổng số cả nước có 534 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lĩnh vực thể dục thể thao Việt Nam đã thi đấu xuất sắc giành trên 1.400 huy chương quốc tế, trong đó 571 huy chương vàng, xếp vị trí thứ nhất toàn đoàn tại SEA Games 32, lần thứ hai liên tiếp giành huy chương vàng bóng đá U23 Nam Đông Nam Á, xếp vị trí thứ 21 trên 45 quốc gia, dùng lãnh thổ tham dự Đại hội Thể thao Châu Á. Riêng lĩnh vực du lịch, tổng thu từ du lịch ước đạt 672.000 tỷ đồng, vượt 3,38% so với kế hoạch năm 2023. Việt Nam tiếp tục có nhiều điểm đến, sản phẩm du lịch được vinh danh. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu ngành văn hóa, thể thao và du lịch cần tiếp tục tập trung triển khai hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về văn hóa, nhất là kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị văn hóa toàn quốc. Chú trọng tạo đột phá trong công tác thể chế hóa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, văn học, hoàn thiện và trình phê duyệt chiến lược phát triển thể dục thể thao Việt Nam trong giai đoạn mới, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý khai thác di sản, phát huy mạnh mẽ vai trò của gia đình trong việc bồi dưỡng xây dựng đạo đức, nhân cách con người, đề cao chuẩn mực giá trị đạo đức xã hội, đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện chính sách lâu dài phù hợp đối với các văn nghệ sĩ, diễn viên, vận động viên và người làm việc trong ngành văn hóa, thể thao và du lịch. Ngày 3 tháng 1, tại hội trường Thành ủy thành phố Trà Vinh, Quỹ học bổng Dự A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu phối hợp với tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà Vinh tổ chức trao học bổng năm học 2023-2024. Đến dự có bà Trương Mỹ Khoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Dự A Dính, chủ nhiệm câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu, và ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Quỹ học bổng Dự A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu được thành lập nhằm ý nghĩa hỗ trợ học sinh vùng dân tộc biển đảo có điều kiện đến trường học tập, mở mang kiến thức, tạo động lực cho các em có cơ hội trao đổi kiến thức, nuôi dưỡng hoài bão ước mơ của mình trên con đường học tập và trong cuộc sống, góp phần vào sự nghiệp bồi dưỡng phát triển nguồn lực trẻ ở vùng đồng bào dân tộc miền núi và biển đảo. Cùng với sự đồng hành của Quỹ học bổng Dự A Dính và câu lạc bộ Vì Hoàng Sa Trường Sa thân yêu, trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2023, đã hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có tinh thần hiếu học sinh dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa biển đảo của tỉnh Trà Vinh trên 1.000 suất học bổng với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Bà Trương Mỹ Khoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Dự A Dính bày tỏ sự vui mừng trước những thành tích học tập của các em học sinh được nhận học bổng từ Quỹ học bổng Dự A Dính và câu lạc bộ Vì Trường Sa thân yêu trong những năm học qua. Bên cạnh đó, bà Trương Mỹ Khoa cũng mong rằng các em học sinh nhận học bổng ngày hôm nay sẽ tiếp tục không ngừng phấn đấu học tập thật tốt để xứng đáng là con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Tại chương trình trao học bổng, ban tổ chức đã trao 93 suất học bổng trị giá 108 triệu đồng cho các em học sinh dân tộc thiểu số, học sinh con ngư dân vùng biển đảo có hoàn cảnh khó khăn, học sinh bị ảnh hưởng vì COVID-19 và 20 suất học bổng dành cho con sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp Bộ đội Biên phòng của tỉnh Trà Vinh. Cũng trong dịp này, báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã trao 15 chiếc xe đạp, một chiếc trị giá 2 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây chúng tôi sẽ kết thúc chương trình thời sự tối nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi.